hàng ngày, những chuyện tình én le, tréo ngoe, thậm chí không gian nào tả nổi vẫn được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Những tình cảnh bi đát như đúng ngày cưới cô dâu biết mình bị cắm sừng, ăn gỏi xong chú thể đột nhiên trở mặt hủy hôn đòi sính lễ xảy ra nhan nhản. Nhưng câu chuyện mới gần đây được bạn gái này chia sẻ trên một diễn đàn mới thật sự khiến người ta bàng hoàng. Tài khoản Nguyễn Nga chia sẻ, vậy là em đã mang tiếng một đời chồng các chị A, chỉ vì cái thằng hèn cách đây chưa đầy một tháng em tưởng sẽ ăn đời ở kiếp với nó. Chẳng có kẻ thứ ba hay tiểu tam, tiểu tứ nào hết mới nhục chứ. Chuyện là em với thằng chồng cũ dân, chính xác giờ nó là chồng cũ rồi à, có quen biết nhau qua gia đình. Bố mẹ em với bố mẹ nó chơi với nhau rồi gắn ghép chúng em vào. Thấy nó ngon dai, công việc ổn định lại hiền lành nên một đứa 27 tuổi như em gật đầu khẩn trương. Việc của nó phải đi công tác nước ngoài suốt nên bọn em cũng ít hẹn hò. Mỗi lần về nó mua cho em và nhà em cả núi quà, chu đáo khỏi bàn. Qua 6 tháng tìm hiểu, mà em nghĩ quen biết đã lâu thì hiểu hết rồi cần gì tìm lắm nữa, nhà em quyết định chốt luôn. Bố mẹ nó mừng như dế được vàng, sang nhà em gọi cưới. Nó có vẻ cũng phấn khởi, mà nó diễn giỏi đến mức em quên mất là nó chưa từng nói yêu em, cầu hôn em. Hẹn hò đi chơi mấy lần có nắm tay, ôm, cả hôn nữa nhưng em thấy nó cực kỳ đàng hoàng đứng đắn. Bọn em chụp ảnh cưới ở Thái Lan, nhà có điều kiện mà tội gì. Ăn gọi thì 13 ráp, bố mẹ em tự hào lắm. Em tưởng đời em lên tiên từ đây nhưng không. Không biết có phải tại con số 13 kia nó dẫn vào cuộc đời em không, đen thật sự các chị à. Ăn gỏi xong được 2 ngày thì nhà nó rủ em đi đại lãi chơi, chẳng mấy khi nó được nghỉ vài ngày. Ôi, em giấy án các thứ đi luôn. Chắc mẹ nó mong có cháu bé nên tạo điều kiện cho hai đứa em ở một phòng. Đêm hôm ấy em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cái cảm giác gái ấy đóng mạng mệnh giờ lại dế được chồng như soái ca thế này các mẹ biết thế nào rồi đấy. Nhưng không, trời ơi em không tin nổi, cả đêm chúng em nằm ôm nhau ngủ như tình đồng chí. Kể ra thì ngại nhưng em lốn én các kiểu mà nó không cả chạm vào ngực em, chỉ ôm chay thôi. Em hậm hực đến hôm về quyết định gọi nó cho ra nhẽ, thì nó bảo hôm đấy mệt. Xong đùng cái, trước ngày cưới chỉ 5 hôm thôi nó hẹn em ra một chỗ. Nó cầm tay em, ánh mắt chân thành xong nó bảo em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Em gọi nó bị gay đúng không thì nó im lặng là em biết đời em bế tắc rồi. Ảnh Minh hỏi. Nó xin lỗi em, bảo là trước vẫn yêu con gái, xong dần dần yêu được cả con trai. Từ ngày yêu em nó đã cố gắng để bình thường lại vì nhà có mỗi mình nó là con trai. Nhưng khi cố hôn em, nằm cạnh một cô gái không mảnh vải trên người nó lại cảm thấy sợ hãi. Và sau khi đấu tranh nội tâm, nó quyết sống thật. Đến giờ hủy hết các thứ rồi các chị à. Em giam mình trong phòng 3 ngày nay. Đây là tin nhắn nó xin lỗi và muốn làm bạn bè. Đời em lại thêm một mùa trăng nữa cô đơn. Câu chuyện của cô gái trên quả thật quá tréo ngoe. Việc đàn ông phát hiện ra giới tính thật của mình ở thời điểm quan trọng nhất không phải chưa từng xảy ra. Nhưng không có lập trường và bản lĩnh như chàng trai kia quả thật làm khổ cho bao nhiêu người. Giá thể, anh đừng trốn tránh, đừng mang sự sợ hãi của mình ra để đổi lấy tổn thương của người khác thì mối quan hệ đó có thể đã kết thúc tốt đẹp hơn. Nhất là khi hai gia đình đều là chỗ thân tình. Có rất nhiều người quan tâm và động viên cô dâu hụt kia. Có người lại bảo tại cô thăm của, thăm điều kiện nhà người ta. Nhưng con gái mà, ai chẳng muốn có cho mình một người chồng tốt, một chỗ dựa vững chắc, nên cái thăm của cô ấy đâu có gì sai. Sai lớn nhất có lẽ đã quá dò dã trong quá trình tìm hiểu đối phương. Vừa chủ quan vào những thứ đã có sẵn, vừa sợ hãi vì đã quá tuổi lấy chồng đã khiến cô lâm vào tình cảnh này. Vậy nên, con gái A, đừng sợ mà lấy đại một người đàn ông. Muộn chút mà đúng còn hơn sớm quá lại quá sai lầm.